chiến thắng nhọc nhằn của những cơn lốc màu da cam. 20 giờ ngày 16 tháng 6, lượt trận đầu tiên của bảng D đã diễn ra giữa Ba Lan và Hà Lan. Tỷ số cuối cùng là 2-1 dành cho đoàn quân của huấn luyện viên Koeman, nhưng nỗi nhớ Frankie De Jong vẫn còn hiện hữu, mang trong mình nhiều sự mong đợi sau những gì đã thể hiện được ở World Cup 2022. Hà Lan nhập cuộc đầy chủ động khi liên tục pressing và gây hãm không thành của thủ môn Guszczyszczyk. Việc thiếu đi Frankie De Jong trước thềm Euro 2024 đem lại rất nhiều dấu hỏi về phong độ của đoàn quân huấn luyện viên Koeman. Phía bên kia trên tuyến, ngôi sao sáng nhất của Ba Lan là Lewandowski lại không thể góp mặt trong trận đấu này do chấn thương. Tưởng chừng đó sẽ là lợi thế vô cùng lớn cho những cơn lốc màu da cam, nhưng họ đã bị dội ngay một gáo nước lạnh vào ngay phút thứ 15. Trong quả phạt góc đầu tiên có được, Adam Muscà lao vào đánh đầu dũng mãnh mở tỷ số cho Ba Lan. Một nhát dao chí mạng đánh thẳng vào hàng thủ vốn đã bao gồm rất nhiều tên tuổi lớn của Hà Lan. Những phút tiếp theo, sức ép của những cơn lốc vẫn là vô cùng lớn. Cuối cùng, điều gì tới cũng phải tới. Phút thứ 30 sau một pha tranh chấp thành công của Nathaniel, bóng đến chân Cody Gakpo và một cú sút. Bóng đập chân hậu vệ của Ba Lan bay vào lưới trước sự ngỡ ngàng của thủ thành Seni. Tỷ số được quân bình và thế trận rằng có được giữ nguyên đến hết hiệp 1, một kết quả đáng thất vọng với đoàn quân của đoàn quân Donald Trump. Hiệp 2 trở lại và tiếp tục là những pha ăn miếng trả miếng của cả hai đội. Việc thiếu vắng Frankie De Jong ảnh hưởng thế nào đến Hà Lan được thể hiện rõ khi những pha lên bóng rời rạc, hàng công về tắc, thiếu sức sống và bàn thắng tưởng chừng như đã ngoảnh mặt với họ. Phút 84, sau hàng loạt sự thay đổi, toàn tính của huấn luyện viên Koeman đã cho thấy sự hiệu quả. Lần này, bóng tiếp tục đến chân Nathaniel, một đường truyền và pha dứt điểm một chạm hoàn hảo của người vừa được tung vào sân Wood Wegos, cựu tiền đạo của Manchester United. Bàn thắng cho thấy đẳng cấp và cái duyên ghi bàn của anh trong màu áo đội tuyển. Càng về những phút cuối, Ba Lan trong tâm lý không còn gì để mất, liên tục gây sức ép lên khung thành của thủ môn Verbruggen, nhưng hàng thủ dưới sự chỉ đạo của người đội trưởng Virgil van Dijk đã đứng vững. Trận đấu khép lại và sự tiếc nuối được thể hiện rõ trên khuôn mặt của các cổ động viên Ba Lan. Với Hà Lan, 3 điểm là những gì họ có được, một chiến thắng không quá thuyết phục. Và còn rất nhiều vấn đề huấn luyện viên Koeman cần phải quyết nếu họ muốn hướng tới chức vô địch tại giải đấu lần này. Ronaldo bị cổ động viên rượt đuổi trên sân tập. Cổ động viên quá khích vượt qua hàng rào an ninh, lao tới ôm Ronaldo trên sân tập. Huấn luyện viên Roberto Martinez tổ chức buổi tập mở tại thành phố Gütersloh vào ngày 15 tháng 6. Cổ động viên được phép có mặt bên ngoài sân tập để xem Ronaldo và các đồng đội chơi bóng. Theo Fox Sports, có 6.000 chiếc vé được phát miễn phí cho những khán giả yêu thích đội tuyển Bồ Đào Nha, nhưng có tới hơn 50.000 người đã truy cập vào trang phát vé. Những tấm vé này đã được bán lại trên nhiều trang web khác nhau với giá lên tới 1.000 euro, 27 triệu đồng. Khi tuyển Bồ Đào Nha đang tập, một cổ động viên quá khích đã nhảy qua hàng rào và chạy thẳng vào trong sân. Sau khi vượt qua hai nhân viên an ninh, anh chàng này lao tới ôm Ronaldo. Ronaldo cho phép phán cứng chụp cùng mình một tấm ảnh selfie trước khi bảo vệ đưa người này ra ngoài. Sau đó ít phút, có thêm khoảng 10 cổ động viên đã tràn vào sân để tiếp cận các tuyển thủ Bồ Đào Nha. Thủ thành Jose Sa thậm chí còn lao vào truy cản một những cổ động viên đang lao về phía anh. Trước khung cảnh hỗn loạn, cảnh sát đã phải hộ tống Cristiano Ronaldo và các đồng đội rời khỏi sân tập. Rất may không có cầu thủ Bồ Đào Nha nào bị thương. Đội tuyển Bồ Đào Nha nằm ở bảng F cùng Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia và Sát. Thầy trò huấn luyện viên Martinez sẽ thi đấu trận mở màn Euro 2024 với Sát lúc 2 giờ ngày 19 tháng 6. Euro 2024 nhiều khả năng sẽ là giải đấu quốc tế cuối cùng của Cristiano Ronaldo cùng đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.